Xin chào tất cả các bạn. Video này mình quay để giới thiệu về sản phẩm USB sử dụng để luyện tập côn nhị khúc tại nhà. Luyện tập côn nhị khúc tại nhà chưa bao giờ dễ dàng đến như vậy khi mà các bạn chỉ cần đặt mua bên mình một cái USB. Trong đó mình đã có đầy đủ dữ liệu, những bài tập mình làm mới nhất, mình quay mới nhất để dành riêng cho các bạn mua cái USB này về tập. Những tài liệu này mình không chia sẻ công khai trên mạng, không ở đâu có cả. Các bạn mua USB thì các bạn sẽ nhận được cái giá trị đó. Tức là đây là những cái kiến thức mình không chia sẻ công khai. Đó là những cái kiến thức luyện tập côn nhị khúc mà các bạn có thể xem và luyện tập tại nhà rất là dễ dàng, rất dễ nhá. Mình đã sắp xếp những cái video, những cái bài tập theo thứ tự từ dễ đến khó và ở nhiều góc độ khác nhau. Vì vậy nên là các bạn sẽ rất dễ để có thể tập theo. Như hiện tại mình đang cắm cái USB vào trong máy tính, trên TV. Thì các bạn chỉ cần vào mục menu, các bạn chọn mục đầu vào, tức là input ấy. Sau đó các bạn chọn vào mục USB. Thì trong USB sẽ có một cái thư mục mình chứa những cái video như thế này. Đây là những cái video bài học mà các bạn có thể bật ở trên TV thông minh. Tức là hầu hết bây giờ là TV màn hình phẳng như thế này đều có thể xem được video trên USB. Chỉ cần có ngõ cắm USB thôi. Các bạn để ý là TV ngó đằng sau có một cái ổ cắm USB, các bạn cắm vào, sau đó các bạn xem rất là dễ dàng. Đây là những cái bài tập. Đó. Ví dụ mình sẽ bật cho các bạn xem một bài. Ví dụ như bài tập này. Chất lượng video và hình ảnh khá là nét. Các bạn có thể tua, có thể xem rất là dễ dàng. Và các bạn chú ý là qua cái camera của máy quay nhìn vào thì cái hình ảnh nó không được sắc nét và thực tế như các bạn xem trực tiếp trên máy tính đâu. Đây chỉ là cái gọi là giới thiệu hiển thị của mình. Đó. Và ngoài cái việc mà mình hướng dẫn rất chi tiết ra thì mình còn có những cái đoạn mình làm rất là chậm, mình quay bằng chế độ slow motion, quay chậm để các bạn có thể xem rõ các động tác và tập theo. Đó. Như vậy các bạn tập đến đâu thì các bạn bật tới bài đó, không nên nhảy cóc, không nên tập luyện bài 1 rồi lại đến bài 5 rồi bài 10. Và các bạn cần phải tập theo thứ tự. Vâng, đó là hình ảnh TV đang chiếu, đang phát từ cái USB. Và còn một công nghệ tiên tiến nữa, đó là chúng ta có thể mua một cái USB. Mình có một cái dòng sản phẩm thứ hai, đó là USB cắm được vào điện thoại. Điện thoại thì có những cái ổ cắm như là Lightning của iPhone này, Type-C của những dòng điện thoại tiên tiến mới bây giờ, hoặc là như trên tay mình đây là cái cổng micro USB, tức là cổng phổ thông trước đây của những cái loại điện thoại khá là phổ thông. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem mình cắm vào cái điện thoại này và bật nó lên như thế nào nhá. Đây các bạn xem này. Mình cắm cái USB này vào này. Đây một đầu nó là vào điện thoại, một đầu nó vào trên máy tính hoặc là trên TV. Các bạn hiểu không ạ? Đó, đây bây giờ mình cắm vào đây. Đây.
và sau đó chúng ta truy cập vào trong điện thoại. Chúng ta truy cập vào trong điện thoại thì chúng ta có thể thấy là có cái mục gọi là mục file của bạn như thế này. Cái ánh sáng đây, ok, đây mình chỉnh được cái ánh sáng vào đây rồi này. Đây thì các bạn vào phần bộ nhớ USB, vào trong này đấy, vào bộ nhớ USB, sau đó là các bạn chọn bài, các bài tập ở trong này. Có nghĩa là các bạn có thể thấy là cái USB này nó rất là hiện đại, có thể cắm vào điện thoại cho các bạn xem luôn nhá. Đấy, có hai đầu, ví dụ như mình bật bài 1 này. Đó. Đó, các bạn có thể xem ở trên điện thoại rất là tiện lợi. Đó, đây là những cái bài tập. Đó. À, cho các bạn xem lại về cái USB này. Đây. USB đây. Nó như thế này. À, chúng ta rút ra nhé, rút này. Mất dữ liệu này, đó. Trên điện thoại không còn xem được nữa. Thì cái USB này chúng ta có thể xem ở trên máy tính, trên TV hoặc trên điện thoại, nó đa năng nhá. Đó. Đó là cái chia sẻ của mình. Bạn nào có nhu cầu về có một cái USB, có một cái tài liệu để chúng ta có thể luyện tập tại nhà một cách dễ dàng thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0977280977 để đặt mua những cái tài liệu mà mình chắt lọc như thế này. Rất tiện lợi xem trên máy tính và điện thoại, thậm chí là TV rất là to. Có một cái khuyến cáo dành cho anh em, đó là luyện tập tại nhà thì anh em chú ý né cái TV ra nhá, không là toang cái TV đấy, hỏng cái màn hình là thay luôn cả cái TV. Cảm ơn anh em đã xem cái video giới thiệu sản phẩm của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.